Chào mừng quý bạn và các vị đã đến với VCS mùa xuân 2024. Dành cho Pudding. Pudding đẩy lên với lượng sát thương là cực kỳ lớn. Lại tiếp tục là tấn công của KT, đó là một cú bị tấn công. Và Half-Mate phi một quả bài vàng ra và bắt đầu cấu máu liên tục vào người Kiga. Cần thiết nhất là TG Cover đã không mang lại sự hiệu quả. Phía bên này cấu máu được bung ra và Half-Mate đã mất đi bài, anh ta định mở tay chạy được. Combo rất là hiệu quả, chúng ta nhận kiến thở ơi, rất khó chịu. Một con tép nó đang phát sáng ra những cái tia chiếu khó chịu thực sự. Phía combo ở trong giai đoạn hiện tại cũng có, nhưng mà chỉ có một nửa của cái gươm suy vong thôi, đó là gươm suy. Anh ta rất suy ở trong ván thi đấu này. Bun đụng độ phải những pha xử lý quá huyền ảo của Half-Mate đúng không? Vậy là Bun huyền vùn rồi anh ạ. Đúng cái tên rồi, TF đó, ép cho khóc luôn chứ không có cách nào cho đối thủ có thể bỏ chạy được. Và nếu như TS là chung, đây chúng ta sẽ cùng xem. TF. À TS, SOS. Thực sự là khó chịu con bài TF này. Nó tặng chắc cũng quăng được đủ 2 năm 2 lá luôn rồi chứ. Bất ngờ đúng không nào? Mới như những tình huống xử lý mà tôi cảm giác là Hiếu Ba cũng bất ngờ đây, anh ta di chuyển vào bên trong. Anh ta thấy một cái bụi cây bình thường cho đến khi nó bắt đầu biết nói. Chứ có nghĩ chắc chơi cho Owen chứ nhờ. Ồ không dám Owen. Thì kia gái chắc cũng chừng ra vấn đề. Mẹ có hiệu ứng làm chậm để có thể gia tăng thêm những tình kéo nó thuận tiện. Pha đó rõ ràng là Smara đã có thể đi được rồi, nhưng mà vô tình cái dây bóp nhầm vào đôi giớ của Smara. Anh ta hơi bóp giớ đồng đội tí xíu. Một khoảng trống cho Artemis ở thời điểm hiện tại. Và Jin bây giờ tiền ngược trở lại, chính nghĩa là bạn đang ở một cái thế nó không thực sự tốt rồi. Ý. Ui, nhân viên của team Well và có lẽ như ván thi đấu này đã có kết quả. Xạ thủ của bạn 04, hỗ trợ bạn 021. Nếu đây là một trận đánh xếp hạng, chắc chắn đã sẽ có những cái từ ngữ đến từ nửa trên của bản đồ rồi. Hơi sai lầm một chút, nhưng những cái thiệt hại mà mang lại chưa thấy nó quá đáng kể. Artifact xuống đây làm gì ta? Anh ta sẽ đi bụi. Easy lắm nằm rồi. Và chiêu cuối được bung ra ngay lập tức. Ui, Smart còn không nhảy qua tường được. Cái này bị gõ ra rồi, nhưng chắc chắn là những cú phải. Ôi, đường dưới. Trời ơi, Levi đang bị tấn công. Levi đang thoát đi, nhưng Rocky quay trở lại chiêu cuối của bản thân mình. Anh ta đang khạc liên tục, khạc hay là ai khạc đây? Kia vẫn đang bị khạc, và Rocky tiếp tục e lên và ta vẫn đang khạc. Anh khạc thêm khạc, anh ta khạc không hề ngừng nghỉ. Anh ta khạc cho Elio ướt cả người. Còn là Kia đang câu cá, anh ta câu được 4 cá thường. Như là cá lóc nướng chui thì ngon lắm. Ui, nhưng mà phía bên này thì người đang bị câu đó play. Play năm rồi, chỉ có đồ cho Rocky. Một bên câu cá, một bên câu mất cà mà. Còn Rocky, anh ta chọn những góc để khạc nhổ rất là khéo. Và khi không còn nhiệm vụ nữa thì anh ta đơn giản là rút lui cùng những đội của mình mà thôi. Rizo cũng rút lui thành công. Chọn góc để khạc nhổ. Chọn góc để xả hơi thở hỏa tinh. Nghe hoa mỹ hơn liền nhờ. Để nhấp nhả thì nó vẫn ok. Nói chung hai bên này nó có những cái ý tưởng khá tốt. Và tung những cái tình huống khạc lửa thực sự chất lượng. Tức là những ngọn lửa được tạo ra đến từ bài Zero từ nãy giờ là miễn phí. Levi đang là người bị tiếp cận, Levi không còn tóc biến, Levi có thể là mục tiêu được chọn số 1, sai không còn thanh trừng. Và Rocky đây là mục tiêu đang được chọn. Ôi bài Zero tự nhiên lướt vào chi vậy? Vẫn đang mang lại rất nhiều những niềm tin giúp danh phía của MV. Ôi trời ơi, quả sát một đầu thế đó. Phát bắn xuyên máu chứ phát bắn xuyên táo cái gì? Của Levi ở thời hiện tại không đủ. Chúng chỉ bắn quá tốt. Và Rizal thì anh ta hình như hơi cô độc ở bên phía còn lại thì phải. Mặt đất dậy sóng được cùng với đánh giới. Đang cũng thêm cái hàng phục vụ. Mới. Và họ vẫn đang tạm thời phòng thủ thành công. Ủa, mấy con lính của Gam nó đi đâu vậy? Nó bị cái tường chặn. Nhưng nó cần phải có điểm nhân. Điểm nhân dựa vào đâu? Đại bóng tiễn của Leo cần phải chỉnh một cách thật sự là tốt. Chính xác. Tại vì nó cứ bay một cách. Họ sẽ có cả mạng lưỡng Baron. Họ sẽ có tất cả mọi thứ phải từ từ. Chưa? Ôi! Họ chưa? Không cho Viking Esports. Tôi không biết là show anh cung hoàng đạo gì, nhưng chắc chắn là cung cung Banda. Tôi cảm giác là TS có thể chuyển hóa đó nha. Họ chuyển được thấy 1-3-1 thành 1-3 đó. Những đó vấn đề rồi thì phải. Tức là anh ta cứ dụ con đi thôi. Đây. Đã hết luôn rồi. Một cú nhảy tại chỗ. Nó đang đợi một tí xíu để có thể quăng ra được. Không còn khả năng chạy nữa. Một tí xíu đã bỏ lại chiếc cuối như đã quá trễ rồi. Cho Vi, sao là bạn là Glory. Glory đang bị bắt lại. Ta đợt sau, đội hình của Team Whale sẽ càng tích mạnh hơn. Họ có một chắc. Đúng rồi. Team Whale sử dụng cú phản đầu của mình để giảm đi càng nhiều số lượng sát thương càng tốt, và Emo vẫn đang cố gắng vẽ nhiều nhất có thể. Baron đang sắp sửa đang ăn Zodiac nhảy ra để có thể hỗ trợ Son sử dụng chiêu cuối mọi thứ cho người. Levi bốc lên rồi tức ba Zero gắn quan bài, nhưng tức là bị dính của bóng kia giao quay trở lại cho nên đây bị dính chiêu cuối của Rocky và Sai đang báo lên từng người đối thủ là bắt không hề ngừng nghỉ. 700 đồng rơi vào tay của Kia nhưng Kia sẽ phải nằm mà thôi. Mã gục đã có cho Emo nhưng ngược lại Sai cũng đã kịp trả đũa. Đây là ba bù lợi Baron. Ba Zero bị Emo đang muốn cản bù lợi thứ ba đến từ bên phía của MV.